Chương trình này được bảo trợ bởi hai tech builder là nhà thầu, nhà tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa nhà cửa và hãng xưởng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Trần qua số 0413 968 858. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, nước Úc vừa trải qua một tình trạng rất tốt đẹp là không có ca nhiễm cộng đồng nào trong ngày hôm qua. Và tuy tình trạng phong tỏa tại Victoria đã được tháo gỡ, nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vẫn có thể xảy ra. Trong khi đó, thì công luận tại Úc đang tỏ ra khá lo lắng khi mà các cuộc thăm dò cho thấy là nhân số cư dân Úc không có lòng tin đối với vaccine chống COVID-19 ngày càng gia tăng. Và sau đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa nay thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021. Đại dịch COVID-19, 10% cư dân Úc nói không với chủ ngừa Theo một cuộc thăm dò công luận vừa được phổ biến, thì có 27% công dân úc từ 16 tuổi trở lên không biết chắc là họ sẽ chủng ngừa hay không. trong khi 9% thì nói rõ rằng họ sẽ không chủng ngừa. lý do của thái độ này là vì họ lo ngại về những hậu quả dài hạn của vaccine vì vaccine chỉ được nghiên cứu và chế tạo trong một thời gian rất ngắn. chỉ có 48% tức là ít hơn phân nửa cư dân nói rằng họ sẵn sàng chủng ngừa và điều này đang gây nhiều lo ngại cho các giới chức thẩm quyền. Khi mà chương trình chủng ngừa sẽ bắt đầu từ thứ hai tuần tới, 22 tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, khi tiến trình chủng ngừa đã trải qua một giai đoạn thì thành phần tích cực lại gia tăng với 64% nói rằng họ sẽ chủ ngừa vào một lúc nào đó và 71% nói rằng họ sẽ đồng ý chủng ngừa vào tháng 10, tức là thời điểm chấm dứt chương trình chủng ngừa mà chính phủ đang quy định. Phản ứng của cư dân có vẻ không phù hợp với niềm tin của họ vì có đến 86% đồng ý là chủng ngừa sẽ hữu ích cho những người trong tình trạng rủi ro và 79% tin rằng chủng ngừa xuyên suốt trong thành phần dân số sẽ giảm hạ rủi ro cho sức khỏe. Mấy tháng trước đây, công ty Ipsos cũng đã tổ chức một cuộc tham khảo và nói chung là có khoảng 3 phần tư cư dân Úc nói rằng họ sẽ chủng ngừa khi vaccine được chuẩn nhận. Một viên chức của Ipsos nói rằng, sự do dự hiện nay của cư dân Úc có thể phần nào bị ảnh hưởng bởi những nguồn tin sai lạc vì những âm mưu tạo ra tình trạng dịch bệnh hiện nay. Tất nhiên, những nguồn tin sai lạc này là hoàn toàn trái với dữ kiện khoa học. Trùng ngừa Covid-19, quan ngại về thành phần công chúng có thái độ chờ đợi. Ngày hôm qua, y sĩ trường liên bang giáo sư Paul Kelly nói rằng ông rất quan ngại về thái độ chờ đợi và trần trừ của thành phần khá đông trong cư dân Úc trong vấn đề trùng ngừa Covid-19 trong thời điểm mà chính phủ dự trù sẽ bắt đầu chủng ngừa vào đầu tuần tới sau khi hai vaccine Pfizer và AstraZeneca đã được chuẩn nhận tạm thời bởi cơ quan TGA của Úc. Sự lo lắng này đã xảy ra sau khi kết quả một cuộc khảo cứu của Bộ Y tế Liên bang đã cho thấy rằng phân nửa cư dân Úc cho biết là họ sẽ chủng ngừa khi vaccine được chuẩn nhận và 71% nói rằng họ sẽ chủng ngừa vào tháng 10 năm nay. Giáo sư Paul Kelly nói rằng điều này chứng tỏ chính phủ cần phải tiếp tục nhấn mạnh về sự an toàn và hữu hiệu của vaccine. Ngoài ra, giáo sư Paul Kelly đã kêu gọi tất cả cư dân Úc nên sẵn sàng chủng ngừa khi cơ hội dành cho họ đã đến. Nhắc lại là chính phủ liên bang đã phân loại ưu tiên chủng ngừa thành 5 nhóm dựa trên căn bản nhu cầu và mức độ rủi ro bao gồm 1A, 1B, 2A, 2B và 3. Chủng ngừa COVID-19 chính phủ sẽ lưu trữ hồ sơ mỗi cá nhân, nhưng ai có thể được xem. Luật lệ vừa được Quốc hội thông qua để thiết lập một sổ bộ trùng ngừa Úc Châu gọi là Australian Immunization Register. Mục đích là để ghi nhận những chi tiết cá nhân của những cư dân Úc đã được trùng ngừa COVID-19. Ngoài ra, luật lệ cũng quy định những sự trừng phạt cho những chuyên viên y tế đã trùng ngừa cho thân chủ của mình mà không cung cấp chi tiết cần thiết để ghi vào sổ đăng bạ này. Thật ra thì trước đây, việc ghi nhận chi tiết chủng ngừa cũng đã được lưu trữ, phần lớn là do những chương trình chủng ngừa học đường. Nhưng việc thông báo những chi tiết này nay đã trở nên bắt buộc và các cơ quan thẩm quyền của chính phủ có quyền tiếp cận những thông tin này. Bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng loan báo rằng, người Úc đã được chủng ngừa cũng có thể được cung cấp một bằng chứng qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh, tức là smartphone. Lý do là vì trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi đi du lịch nước ngoài hay cơ hội làm việc tại một vài nơi thì bằng chứng về chủng ngừa có thể được đòi hỏi. Quy định mới này có vẻ cũng thích hợp vì điều kiện bắt buộc phải cung cấp cho chính phủ những dữ kiện chính xác về tình trạng chủng ngừa tại Úc. Và điều này cũng có thể tiện lợi cho cư dân vì họ có thể tải thông tin từ ứng dụng để có được bằng chứng là họ đã được trích ngừa. Thế nhưng bề trái của đồng tiền là cũng có người e ngại trong vấn đề bảo vệ đời sống riêng tư. Một phần có lẽ vì tại Úc chưa có một hiến trương về nhân quyền tức là Bill of Rights. Và trong bối cảnh hiện nay thì những ai có thẩm quyền đòi hỏi chúng ta phải xuất trình chứng chỉ chủ ngừa vẫn chưa được phân định rõ rệt. Và lại, quyền im lặng của chúng ta vẫn chưa biết là có thể áp dụng hay không, theo nghĩa là chúng ta có quyền không trả lời nếu chúng ta bị yêu cầu cung cấp bằng chứng chủ ngừa. Đây là những thắc mắc mà cư dân có quyền nêu lên và các cơ quan thẩm quyền có lẽ sẽ phải cứu xét để việc điều hành kế hoạch chủng ngừa có thể được quy định rõ ràng hơn. Chủng ngừa COVID-19 thành phần ưu tiên nhân viên chăm sóc người lớn tuổi. Mặc dù chính phủ đã công bố thứ tự 5 nhóm ưu tiên chủng ngừa gồm 1A, 1B, 2A, 2B và Group 3 và nhân viên phục vụ chăm sóc người cao niên có mặt trong nhóm ưu tiên đầu tức là 1A. Nhưng câu hỏi được đặt ra là phải chăng tất cả mọi người trong nhóm 1A này đều có thể được chủng ngừa với vaccine Pfizer? Câu trả lời là không nhất thiết phải như vậy. Bởi lý do là việc nhập cảng vaccine Pfizer sẽ tuần tự xảy ra hàng tuần và có khi cả hàng tháng, vì chính phủ Úc chỉ mua 20 triệu liều vaccine Pfizer. Hay nói khác hơn là chỉ có khoảng 10 triệu cư dân Úc là có thể được trùng ngừa bằng vaccine Pfizer, nhưng không nhất thiết phải là trong vài tuần lễ đầu. Trước đây, Tổng thư ký Bộ Y tế, giáo sư Brandon Murphy nói rằng, vaccine Pfizer sẽ dành cho các nhóm ưu tiên này. Nhưng nay, vì lý do bất định trong việc nhập cảng vaccine Pfizer, nên Bộ trưởng Dịch vụ Chăm sóc Người Cao Niên, ông Richard Kobach nói rằng, một số nhân viên và cư dân tại các viện dưỡng lão có thể sẽ được chủ ngừa với vaccine AstraZeneca. Nhắc lại là tại Úc, dân chúng không có quyền chọn lựa vaccine theo quy định của chính phủ Câu hỏi thứ hai là liệu những người trên 65 tuổi có thể được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca hay không? Đây là một vấn đề đã được nêu lên và đã được giải đáp bởi trưởng nhiệm cơ quan TGA, giáo sư John Skerritt. Một cách ngắn gọn, giáo sư Skerritt nói rằng, vaccine AstraZeneca không bị giới hạn về tuổi tác cho bất cứ ai từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đối với tập thể người lớn tuổi từ 65 trở lên thì cần phải cứu xét từng trường hợp một cần phải cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro, đặc biệt là khi các cụ ông cụ bà có những bệnh nền khác và đang đi vào thời kỳ mãn tính. Như vậy thì chúng ta có thể bị bắt buộc phải trùng ngừa hay không? Chính sách của chính phủ là việc trùng ngừa hoàn toàn có tính cách tình nguyện và miễn phí. Tuy nhiên, như đã loan báo trước đây, một vài giới chủ nhân có thể bắt buộc nhân viên của họ phải trùng ngừa vì bản chất của công việc để bảo vệ an toàn cho chính nhân viên và những người mà họ tiếp xúc. Bộ trưởng Richard Kobe coi đây là một vấn đề chưa được giải quyết dứt khoát. Tuy nhiên, lãnh tụ đảng lao động đối lập Anthony Albanese thì lập luận rằng tất cả nhân viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao niên đều phải được chủng ngừa. Cũng tương tự như trường hợp họ bị cưỡng bách chủng ngừa chống bệnh flu. Tất nhiên, cũng như tất cả những loại vaccine hay dược phẩm khác, thời gian sử dụng đều có giới hạn, đặc biệt là đối với vaccine Pfizer, vì vaccine này chỉ có thể được sử dụng trong một thời gian rất ngắn sau khi lấy ra khỏi nơi bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C. Trùng ngừa COVID-19 tại New South Wales, 35.000 nhân viên tuyến đầu sẽ được ưu tiên trong 3 tuần lễ đầu. Ngày hôm qua, thủ hiến New South Wales Gladys Berejickon loan báo rằng, chính phủ New South Wales sẽ dành ưu tiên chủng ngừa cho 35.000 viên chức tuyến đầu trong vòng 3 tuần lễ sắp tới. Đồng thời, bà cũng nhắc nhở rằng tất cả những quy định về y tế đều vẫn sẽ được tiếp tục áp dụng và khẩn thiết kêu gọi toàn thể cư dân New South Wales tiếp tục tuân thủ những biện pháp y tế này. Đó là vấn đề mang khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, kể cả khi đi xe taxi, cũng như việc giữ cách ly xã hội, rửa tay thường xuyên và vệ sinh cá nhân. Chính phủ e ngại rằng vì chương trình chủng ngừa sẽ được bắt đầu nên một số cư dân có thể buông thả và sao lãng việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát của thời đại dịch COVID-19. Theo lời Thủ hiến Gladys Berejiklian, thì 35.000 viên chức tuyến đầu này bao gồm từ 10.000 đến 15.000 nhân viên phụ trách kiểm dịch cách ly và phần còn lại bao gồm nhân viên bảo vệ biên giới, phi hành đoàn, nhân viên phục vụ trong ngành chăm sóc sức khỏe, chuyên trở và nhân viên phục vụ tại các khu khẩn cấp cũng như xe cứu thương. Chính phủ New South Wales sẽ công bố thêm chi tiết vào tuần tới. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Y tế Brett Hazard đã cảnh cáo đối với những ai không có ý định chủ ngừa và nói rằng những ai đã từng đối diện với đại dịch thì hiểu rõ giá trị của việc chủ ngừa là như thế nào. Nói chung, thì giới chức thẩm quyền y tế tại New South Wales, kể cả y sĩ trường Kerry Chant, đều khuyến khích mọi người nên chụp lấy cơ hội khi đến lượt được chủ ngừa. Cuối cùng là tin về chương trình chủng ngừa COVID-19 tại Nam Úc. Ngày hôm qua, Thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall đã loan báo là Nam Úc sẽ bắt đầu chương trình chủng ngừa vào đầu tuần tới, tức là vào ngày 22 tháng 2 năm 2021, sau khi Nam Úc nhận được khoảng 4.000 liều vaccine Pfizer vào cuối tuần này. Cũng theo lời Thủ hiến Marshall, thì các bệnh viện tại thủ phủ Adelaide cũng như tại các vùng nông thôn đều sẵn sàng chuẩn bị mở cửa để bắt đầu kế hoạch chủng ngừa này. Theo nguồn tin từ chính phủ Nam Úc, thì ngay trong tuần lễ đầu tiên, 1.726 viên chức tuyến đầu sẽ được chủng ngừa. Họ là những viên chức bảo vệ biên giới tại phi trường Adelaide và các nhân viên phục vụ trong hệ thống cách ly tại khách sạn. Ngoài ra, chính phủ Nam Úc cũng sẽ cung cấp vaccine cho các nhân viên và cư dân tại các viện dưỡng lão. Nói chung thì chính phủ Nam Úc nhằm vào mục tiêu đạt được 12.000 chủng ngừa trong vòng 3 tuần lễ đầu, và tất nhiên, theo lời thủ hiến Stephen Marshall thì đây là những viên chức tuyến đầu và cư dân sinh sống tại các viện dưỡng lão cũng như trung tâm khuyết tật được quy định trong nhóm ưu tiên One A. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều hôm nay.